giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Theo Google, tính năng mới tiện lợi hơn rất nhiều so với cách thức chuyển tiếp email riêng rẽ trước đây. Bạn có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích, rất dễ thao tác. Tùy chọn này sẽ xuất hiện dưới dạng lệnh Forward as Attachment. Quá trình thực hiện vẫn giống soạn thảo một email thông thường, rồi sau đó kéo và thả dòng tiêu đề từ danh sách email. Gmail ngay lập tức nhận diện đó là tệp đính kèm và chuyển thành các tệp tin có đuôi .in. Tính năng mới được cập nhật cho Gmail từ 9 tháng 12. Cần 15 ngày để tính năng này cập nhật cho toàn bộ người dùng.